Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi nấu một cái mạch điện. Chúng ta sẽ sử dụng cái nút nhấn on này. Đây là cái nút nhấn nhả. Thì để chúng ta lắp một cái mạch điện, chúng ta sẽ điều khiển cái động cơ của chúng ta. Khi ta nhấn lần thứ nhất thì động cơ của chúng ta hoạt động, và nhấn lần thứ hai thì động cơ của chúng ta dừng hoạt động. Thì ở đây ta sẽ cần ba cái relay trung gian, hay còn gọi là relay kiến đó. Thì ta sẽ sử dụng cái relay 14 chân này. Thì tôi nhắc lại cái relay trung gian này một chút. Thì ở đây ta có cái xe đồ chân của nó như sau. Đây là chân số 1, chân số 2, chân số 3. Bên này là chân số 4, chân số 5, số 6, số 7, số 8, 9, 10, 11 và 12. Thì cái cuộn hút của relay trung gian này thì nó ở chân số 13 và chân số 14, là hai cái chân này. Và cái hàng ở trên này, cái hàng phía này là chân số 9, 10, 11 và 12 này, là các cái tiết điểm chung. Còn bên này là chân số 5, 6, 7, 8 này là các cái tiết điểm thường mở của chúng ta, thì nó tương ứng là thường mở, và trên này là thường đóng, ở dưới này là tiết điểm thường đóng. Đây là cái sơ đồ mạch điện của nó. Thì các bạn có thể chụp lại cái sơ đồ này để chúng ta theo dõi đấu nấu cho nó thuận lợi. Thì đây tôi sẽ giải thích sơ qua một chút. Thì cái đây là cái nút nhấn on của chúng ta đó. Thì ta sẽ sử dụng cái tiếp điểm thường mở. Thì khi ta nhấn nút lần thứ nhất thì cái relay trung gian R1 này nó có điện. Và khi R1 có điện thì nó sẽ ngắt cái nhánh cái R2 này ra. Cái R1 này nó sẽ mở ra, và phía R1 này nó sẽ đóng lại. Thì cái relay trung gian R3 này nó sẽ có điện. Và khi R3 có điện thì nó sẽ ngắt cái R1 ra. Và khi ta nhấn lần thứ hai, R3 nó sẽ đóng ở cái mạch ở đây. Khi ta nhấn lần thứ hai thì cái R2 này nó sẽ có điện. Và R2 có điện thì nó sẽ ngắt cái R3 ra. Thì đồng nghĩa với việc là ở đây giả sử như ta có cái đây là cái contactor của chúng ta đây, thì cái contactor của chúng ta nó ngừng hoạt động. Và trạng thái thứ nhất là cái contactor của chúng ta hoạt động, thì cái mạch này nó cũng đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu nấu. Thì bây giờ tôi sẽ đấu nấu cái tiếp điểm thường cái nút nhấn này trước. Thì các bạn lưu ý là trong cái nút nhấn này thì ta sẽ sử dụng cái tiếp điểm thường mở. Thì ta sử dụng cái màu xanh này. Bây giờ tôi gài một cực của cái tiếp điểm thường mở này. Ở đây ta sẽ gài vào đây, và ta sẽ cào về cái chân số 9 và chân số 10 của cái ra trung gian R3 của chúng ta đó. Ở đây ta đánh số này cho nó thuận tiện là 3, 2 và 1. Thì đây ta sẽ cào về cái chân cái chỗ cái này, ta sẽ cào về chân số 9 và chân số 10. Đây là chân số 10. Và đây là chân số 9. Tiếp theo thì cái chân số ở cái chân số 9 này thì cái tiếp điểm thường mở thì nó tương ứng là chân số 1 này. Thì cái chân số 1 này ta sẽ đi về cái chân số ở đây, chân số 1 của cái R2 này. Hai cái đó ta cầu chung lại với nhau. Đây, hai cái chân số 1 này ta sẽ cầu chung lại với nhau. Chân số 1 của relay số 3. Ta sẽ cầu về cái chân số 1 của relay số 2. Đây ta lấy phía bên này đi, ta sẽ cào về cái chân số 3 của relay số 2. Thì cái chân số 3 này thì nó tương ứng với lại ở đây này là chân số 11. Ta sẽ lấy cái chân số 11 này, ta sẽ cào vào cái chân số 14 của relay số 1.
Đây, tại trang trang số 11 này. Ta sẽ cào về trang số 14 của relay số 1 là đây. Ba cái trang số 13 của cái số 1. Số 2, số 3, số 2 và số 1 và cái A2 này ta kèo chung với nhau. Đây. Đây, ta sẽ phải mở cái này ra mới được. Đây, ba cái trang ba cái trang số 10, 13 đây, 13 là cái trang ngồi cùng này đây. Có ba cái relay này. Này ta gắn lại cái này vào. Đây trang số 13 của cái relay số 2. Ta cũng cầu chung với nhau. Và relay số 1. Ta để cái contactor này ta đấu sao. Ở đây ta còn cào qua cái trang A2 nữa. Thì tiếp theo cái nhánh số 2. Nhánh số 2 là trang số 10. Ở đây là trang số 10 của relay số số 3 này. Thì ta lấy tiếp điểm thường mở. Thì ta sẽ đây, ở đây là ta lấy là trang số 6. Ta sẽ đi về cái tiếp điểm thường mở. Tiếp điểm thường đáng của cái relay R1. Thì ở đây ta sẽ chọn cái đây cái trang này là trang số 3 đây. Đây trang số 11 của relay số số 1 này đây. Thì ta sẽ cào về cái trang số 14 của cái relay số 2. Trang số 14 là trang phía trong này. Ta sẽ mở cái này ra. Đây là trang số 14. Bữa nay ta sẽ gắn cái này lại. Tiếp theo ta sẽ cào cái trang số 11. Đây. Đây là trang số 11 của relay số 3. Ta sẽ cào về trang số 10 của relay số 2 và trang số 10 của relay số 1. Đây ta sẽ cào. Đây là trang số 10. Của relay số 2. Đây là trang số 10 của relay số 1. Và đây là trang số 11 của relay số 3. Thì sau khi cái chúng ta đấu nấu xong thì tôi sẽ vẽ lại cái sơ đồ chân. Theo cái chúng ta đấu nấu này để các bạn dễ theo dõi và các bạn có thể tự đấu nấu được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp theo là cái trang số 2 của relay số 2 này. Ta sẽ cào về cái trang số 14 của cái relay số 3. Thì trang số 14 là nào ở phía dưới này rồi. Bây giờ ta sẽ mở hai cái này ra rồi. Đây, đây là cái trang số 14 này. Rồi ta sẽ gắn lại hai cái này lại. Đây, tiếp điểm này nữa. Số 7 của relay số 3. Đây là 5, 6, 7. Đây, là trang số 7 đây. Của relay số 3 này. Ta sẽ đáo về cái trang số 6 của relay số 1. 5, đây là 6. Và hai cái chân này ta sẽ đi về cái nguồn của chúng ta. Thì cái nguồn dây lửa của chúng ta thì ta sẽ đáo vào
Đây, cái tiếp điểm này. Đây, ta sẽ sử dụng cái fix này, ta làm cái fix cấp nguồn. Thì ta sẽ đáo một cái đào dây lửa của chúng ta về cái cực này. Đây, ta bỏ cái này ra. Đây, ta sẽ đưa thêm một cái sợi dây vào. Tiếp theo cái dây ngụy của cái fix này thì ta sẽ đi về cái ở đây để đơn giản thì ta thay cái con tắc tơ này, cái cụm A1 A2 này ta sẽ thay bằng một cái bóng đèn của chúng ta. Đây, ở đây ta sẽ sử dụng cái bóng đèn này, thì cái bóng đèn này ta sẽ đáo vào cái chân số 13 và đáo cùng với chân số 13 và chân số 14 của cái relay số 3 của chúng ta đó, thì ở dưới này đây. Đây, hiện tại thì cắt đầu của cái chân số 13 này của cái ba cái relay này chúng ta đã nối chung với nhau, thì bây giờ tôi sẽ cào ra một sợi nữa. Ở đây tôi sẽ cào ra cái một cái sợi này, bất kỳ cái relay nào, thì đây tôi lấy cái relay số 1 này cho nó đơn giản. Đây, tôi sẽ cào lại cái thêm một cái sợi dây này nữa để chúng ta đáo cái domino cho nó dễ. Đây, tôi bắt lại cái này của nó để nó lộn. Thì tí nữa tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái sơ đồ chân có ghi số, có cái đánh số trong đó, thì các bạn đáo nấu cho nó dễ. Thì ở đây cái ba cái sợi dây này thì ta sẽ về chung với cái dây ngụy nguồn của chúng ta. Đây thì tôi sẽ lấy một cái domino. Đây, đây tôi lấy một cái domino này đi. Đây, tôi sẽ nấu chung cái sợi dây này với lại cái bóng đèn của chúng ta. Bóng đèn của chúng ta là chúng ta thay thế cho cái con tắc tơ của chúng ta đó, để chúng ta mô phỏng cho nó nhanh. Đây, như vậy là còn một sợi nữa, sợi của bóng đèn này thì ta sẽ đi về cái chân số 14 của cái relay số 3 để qua bên. Thì đây là cái chân số 14, người ta lại mở tiếp cái này ra. Đây là cái chân số 14. Đây, ta sẽ đưa cái bóng đèn này vào cái sợi còn lại của bóng đèn này. Đây, bây giờ tôi sẽ gắn cái sợi dây này vào lại. Vậy là cái mạch của chúng ta đã đấu nấu xong. Bây giờ tôi sẽ cắm cái nguồn vào để chúng ta thử cái mạch này. Và bây giờ là mời các bạn xem cái thành quả của chúng ta. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.